Dạ vâng, cửa hàng Nugu Câu Huy Hoa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác cưa xích tầm trung các bác nhé. Đó, một chiếc mẫu cưa xích Estin 10S Gamani này. Đó, con này là made in Gamani, hàng chuẩn bãi Đức nguyên zin các bác nhé. Estin 021 đời cao, có núm mưa sang phụ ở đây. Đó, tích hợp tay nắm giật to này, to bản nhá. Riêng cái tay này không, bây giờ nếu mà bán chính hãng của Estin không đã mấy trăm ngàn rồi các bác ạ. Một cái tay nắm này thôi nha. Đó, mà cái này thì không có để bán luôn. Tại vì dòng tay nắm to này thì cực kỳ hiếm hàng. Còn cưa xích này thì cực kỳ đẹp các bác nhá. Hàng chuẩn bãi Đức 021, tích hợp ốp lam hai ốc này. Đó, mắt xích thì to bản nguyên các bác nhá. Mắt xích thì trông như mới luôn này. Các bác nhìn qua nước bô của nó nhá. Này thì em review cho các bác xem qua. Đó, Estin từ A tới Z các bác nhá. Bô nhìn còn sáng cáng luôn. Nói chung là mặt tiền về ngoại hình tổng thể con này thì em nghĩ là rơi vào tầm khoảng 80-90% nữa. Máy móc cực đẹp, nguyên zin từ A tới Z nhá. Hàng chưa bung chạm máy móc gì cả. Đó, thắng xiếc kinh xiếc, sử dụng đầy đủ nguyên nhá. Con này nên nó có một ngày xưa, thường thường dòng Estin thì nó có hai cái, có cái tem ở đây, nhưng mà không hiểu sao nó bị mất mất rồi, nên là em không còn nhớ rõ là đời năm sản xuất từ bao nhiêu nhá. Đó, nó có cái tem ở đây thì nó còn đề năm sản xuất, nhưng mà cây này thì đã bị mất từ lâu rồi. Em nhập về đã không còn rồi các bác nhá. Đó, máy móc nguyên zin từ A tới Z này, đảm bảo cho các bác chất lượng nguyên. Nòng hơi nhá, con này nòng hơi giật còn cứng cáp nguyên các bác ạ. Đó, các bác nào mà về sử dụng khai thác tầm trung, đó, nòng hơi cực kỳ khỏe các bác nhá. Đó, cực kỳ khỏe luôn. Các bác nào về mà sử dụng muốn khai thác tầm trung hoặc muốn sử dụng mà công suất nó lớn một xíu thì lựa chọn một con này là quá là hợp lý các bác nhé. Đó, và giá con này thì em bán với giá là 3 triệu 600 ngàn cho các bác nào về sử dụng, đã giá đã bao gồm phí ship rồi các bác nhé, đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện của bên em là gồm một tip mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Các bác nào ưng ý con này, chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Số điện thoại của em đã để trên màn hình này các bác nhé. Các bác liên hệ qua cho em để đặt hàng. Các bác ở đâu thì em cũng có thể ship được hết. Bên em thì nhận ship code toàn quốc các bác nhé. Đó, nên là các bác chỉ để lại số điện thoại, tên, địa chỉ là em sẽ ship đến tận nhà cho các bác được luôn. Đấy, chỉ cần trong vòng một tuần đổ lại thôi. Tùy tỉnh xa hay tỉnh gần các bác nhé. Đó, nếu mà ở gần thì chỉ khoảng 2-3 hôm thôi. Còn ở xa thì nó rơi vào tầm khoảng 4-5 hôm, 6 hôm là cùng. Đó, còn máy thì em bao cho các bác là trên video em quay con nào thì em sẽ chốt cho các bác con đó, chứ không có cái chuyện mà em quay con này rồi lại chốt cho bác con khác thì không có các bác nhá. Còn máy thì các bác hoàn toàn yên tâm về bên em. Bên em thì máy móc có sao thì em nói vậy, máy móc nguyên zin thì em bảo nguyên zin, sửa chữa hay thay thế cái gì thì em cũng bảo để cho các bác đỡ phải lăn tăn. Hàng tới các bác kiểm tra thì nó lại không đúng sản phẩm thì nó lại mất lòng cả cục bác của em, nên là cũng không thích. Đó, nên là máy móc có sao thì em sẽ nói vậy ngay trên video để các bác nào xem qua ưng ý được thì các bác chốt bên em. Đó, còn máy móc riêng con này thì em không phải chê điểm gì rồi. Không bể vỡ này, không thay thế hay là đụng chạm bất kỳ linh kiện gì cả. Đây, cho các bác nhìn qua chuẩn Estin nhá. Đó, này, ốp lốc chuẩn Estin luôn nhá. Đó, tất cả linh kiện đó. Đây, lốc bên trong máy cũng chuẩn Estin các bác nhá. Đó, đây, chuẩn Estin tiếp nhá. Nói chung tất cả linh kiện của dòng sản phẩm Estin thì nó có đều dập Estin hết rồi. Đây cái Estin này. Đó, các bác nhìn qua. Đây Estin nhá. Đó, đây, đây cũng dập Estin này. Đó, tất cả linh kiện chế trước Estin hết các bác nhá. Đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Máy móc thì em đảm bảo cho các bác là nguyên zin, nguyên đài, nguyên kiện. Hàng chưa bung chạm máy móc. Tay nắm giật thì to bản nhá, cực kỳ tiện lợi rồi, nắm thì cực kỳ ôm tay rồi. Đó, vâng, bây giờ thì em test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy nhá.
Dạ vâng, máy móc thì đã căn chỉnh cũng như dọn đồ ngon lành rồi các bác nhé. Vì các bác chỉ xài và sử dụng thôi. Rồi, các bác nào ưng ý con này hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ qua em để đặt hàng. Đó, hoặc là các bạn nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em để đặt hàng các bác nhé. Đó, em cũng xài Zalo số đó luôn, số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.